Du Yên đăng đàn tố Đạt G chơi bời, gái gú, hậu hẹn hò với Cindy Lư. Đạt ơi, anh sai quá sai rồi. Mới đây rạng sáng ngày 3 tháng 5, Đạt G khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chính thức lên tiếng về những ồn ào liên quan đến người yêu cũ là Du Yên, cùng những tin đồn về mối quan hệ với vợ cũ Hoài Lâm, Bảo Ngọc. Theo đó, trong đoạn livestream, Đạt G thừa nhận về mối quan hệ của mình với Bảo Ngọc. Nam ca sĩ cho biết mình gặp Bảo Ngọc sau khi đối phương đã ly hôn, đều là những người chịu nhiều thương tổn trong tình yêu nên thấu hiểu và gắn kết với nhau. Giọng ca khó vẻ nụ cười cũng nhấn mạnh, mong dư luận buông tha và không lôi kéo Bảo Ngọc vào những chuyện không hay. Đoạn livestream của Đạt G đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tuy nhiên bất ngờ nổi tiếng bất ngờ, bạn đồng hành với Đạt G trong suốt hơn 3 năm qua là Du Yên, mới đây cũng đã lên tiếng chỉ trích tình cũ của mình. Cụ thể trong bài đăng chiều ngày 3 tháng 5, Du Yên không ngần ngại chia sẻ quá khứ chơi bời, gái gú của Đạt G. Thậm chí, nữ ca sĩ còn hết lòng khuyên ngăn Đạt G. Tuy nhiên trái lại, anh chàng thường xuyên dùng vũ lực đập phá đồ đạc để giải quyết vấn đề. Một đoạn trong bài chia sẻ trên trang cá nhân của Du Yên, em đã im lặng với tất cả các bên khi ai đó hỏi về chuyện tình cảm và gia đình, vậy mà anh lại chọn cách vạch áo cho người xem lưng. Em nói thật, nếu mà kể thì một cuốn sách không viết hết về chuyện đó. Em đã từng khuyên anh rất nhiều lần, nếu có ra đường yêu đương, chơi bời, nhậu nhẹt, gái gú thì đừng để fan của anh nhìn thấy, họ sẽ rất thất vọng và ảnh hưởng tới anh, nhưng anh không chịu nghe em. Không bao giờ có bí mật, chỉ là chưa đến lúc bị fan phui ra mà thôi. Em đã từng rất tin và ủng hộ anh khi anh kể về mối tình cũ của mình cũng như bao người khác. Em đồng cảm với anh vì em cũng là người rất coi trọng gia đình, cùng anh ra mặt, đứng ra bảo vệ anh và gia đình, giải quyết những việc gia đình anh gây ra. Em chăm lo chu toàn cho anh và gia đình anh, thậm chí còn quên cả bản thân và gia đình mình mất một thời gian. Thế nhưng sau một thời gian quen nhau, em mới hiểu rõ về gia đình anh và những lý do vì sao lại có nhiều người thể hiện sự không tôn trọng đó. Kể cả những người bạn đang bên vực anh bây giờ, họ cũng đã từng nói với em, họ không ủng hộ những việc gia đình anh làm. Em đã nhiều lần cùng anh nói chuyện thẳng với nhau, nhưng anh liên tục dùng vũ lực, đập phá đồ đạc để nói chuyện. Đến cả gia đình mình anh còn có thể dùng bạo lực với họ, thì em và những người con gái anh đã từng yêu có là gì? Anh nói anh yêu gia đình, nhưng em thấy anh đang yêu chính bản thân anh nhiều hơn. Tại vì anh vẫn không trung thực, anh có thể kể hết những chuyện không đúng của mình ra không? Hay chỉ kể với mọi người rằng anh mới là kẻ đáng thương trong mọi việc? Chính vẻ ngoài ngây ngô, thân thiện, thật thà của anh đã khiến mọi người luôn thương anh một cách chân thành. Anh rất biết cách lấy lòng thương và lòng tin của tất cả mọi người thời gian đầu. Anh chưa hề dám ba mặt một lời với em vì em luôn nói đúng trọng tâm. Anh luôn chọn cách trốn tránh, bạo lực và đổ lỗi cho tất cả mọi việc. Không chỉ chia sẻ về câu chuyện cuộc sống của mình và Đạt G thổi còn mặn nồng, trong bài đăng này, Du Yên cũng chia sẻ về công việc lẫn các vấn đề liên quan đến con đường âm nhạc của cả hai trong quá khứ. Trước bài đăng chỉ trích từ Du Yên, hiện Đạt G vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.